Hello, cả nhà ơi, hôm nay Nhung bổ sung được thêm vào vườn cây của mình những cái cây kia Nhung thấy thích quá. Cây khế này, cây lộc vừng này, cây cải ca le này, cái cải nhỏ, cải cải xanh ấy để lấy lá để hay xay sinh tố này. Cây mai, cây ngọc lan có rất nhiều hoa và hoa to đùng trắng phớ luôn nè. Rồi cây tiếp theo là cây chanh này, cây mai tử quý này, rồi góc xa xa khuất khuất kia thì là cây hoa giấy này, rồi cây mẫu đơn nè. Trời ơi, hôm nay ưng quá luôn nha ạ. Và ưng nhất là em ngọc lan này ạ. Này Nhung bao nhiêu lần trồng ngọc lan mà chưa bao giờ thành công, có hoa thơm nở hoa thơm phức được ạ. Đấy, cho nên là lần này Nhung mua luôn một cây mà có sẵn nụ nở trắng phớ luôn để cho nó nở hoa thơm phức của vườn. Thế và cây móng rồng thì đợt trước khách đây 2 năm Nhung cũng mua 2 cây móng rồng và đến bây giờ thì Nhung tặng cho công ty một cây, bản thân Nhung một cây nhưng mà vẫn chưa có hoa. Và bây giờ thì nhờ em hoa bán cây là sẽ tìm cho mình một cây nở hoa luôn. Chứ chăm có lẽ là mình chưa có kinh nghiệm chờ chăm cây ngọc lan và cây 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 móng rồng, cho nên là các cây mà Nhung chăm thì 2 năm rồi không nở hoa. À, Nhung nhớ nhầm với sao nhỉ? Hình như là cây ngọc lan trước đó cây ngọc lan có nở hoa. Cây ngọc lan có nở hoa trắng thơm phức luôn. Nhưng mà hình như là Nhung tặng cái cây đấy cho công ty rồi. Thế còn đâu là cây móng rồng mới là chưa nở hoa thôi. Thì hôm nay Nhung đã tặng lại cho em hoa, chính là em bán cây đấy nhờ em ấy, bởi vì các bạn ấy trồng lâu rồi, các bạn có nhiều kinh nghiệm. Hai là các bạn có nhiều cái phân bón ấy nó rất là tốt mà nó kích thích cái việc nở hoa ấy. Thế còn mình thì nhiều khi mình trồng thì mình theo kinh nghiệm cá nhân thôi. Thì có thể là Nhung cũng có thể do là cái vườn của Nhung thì Nhung ở cạnh vườn cây ban công mà. Nhưng ở cạnh phòng ngủ. Thành ra là Nhung chỉ tưới bằng nước gạo lứt này, ngâm với vỏ chuối này. Vỏ chuối thôi, tại vì thực ra ngâm cái nước gạo lứt với vỏ chuối trong vòng 1 hôm thôi thì nó rất là thơm và tưới cây nó cũng rất là tốt. Và mình ở chung cùng với cây cối cho nên là mình không thể tưới phân bón rồi là tưới những cái thứ mà nó có mùi không 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 lành mạnh được đó. Thế chính vì thế Nhung chủ yếu là tưới bằng gạo lứt thôi. Và bây giờ thì Nhung đang nằm cái ghế massage S9 của Azaki đây. Đấy. Và cái máy massage này nó rất là tốt cho Nhung. À, Nhung thích cái máy massage này vô cùng bởi vì nó có cái nút nhiệt đây này. Đó, cái điều mà Nhung thích nhất ở cái máy massage này là đầu tiên là nó có chế độ nhiệt. Thứ hai là nó có chế độ bóp đầu. Đó, nó có chế độ bóp đầu nhá. Thì Nhung đang sử dụng, thành ra Nhung không thể quay được để cho mọi người nhìn thấy. Quay 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 ngược lại đi, không biết là mọi người có nhìn thấy không. Đây nhá, Nhung thử quay ngược lại đây này. Nó có cái chế độ bóp đầu đây này. Đó. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Nó có chế độ bóp đầu đây. Đấy, rất chị là hay luôn nhá. Đó, nó bóp đầu rất là thích. Đó, Nhung khi mà Nhung chọn cái hãng Azaki này thì đúng là đến bây giờ Nhung cảm thấy là cái sự lựa chọn của mình nó xứng đáng. Từ cái thời điểm Nhung mua đến bây giờ cũng hàng năm rồi. Từ năm ngoái đến bây giờ nó không có hề có bất kỳ một cái sự cố gì hết. Và chỉ có duy nhất có một cái sự cố mà là do Nhung tự làm rơi điện thoại. Kiểu như khi mà mình massage mình cứ mang điện thoại mình cầm như thế này này, xong rồi nó chui vào bên trong, nó rơi, nó chui vào bên trong máy. Nên mình phải gọi kỹ thuật của Azaki đến để hỗ trợ mình để tháo ra rồi lấy ra cho mình thôi. Đấy, duy nhất có một cái sự kiện đấy thôi, còn lại là nó rất là ok luôn. Và tiếp theo cái điều mình thích thứ hai đó là nó có, đầu tiên là nó có chế độ bóp đầu nhá. Thứ hai là nó có chế độ nhiệt. Đó, vừa rồi thì Nhung vừa mới quay đấy.
Nhung vừa mới quay cho mọi người nhìn thấy đó là nó có chế độ nhiệt này. Và nhiệt đó lên đến nhiệt đây, có chữ nhiệt ở cái nút cuối cùng đấy này. Cái nút cuối cùng bên tay trái, nhiệt đó lên đến 60 đấy chứ. Nhung tăng lên mà xem. Tức là cơ thể của mình nó sẽ ấm lên rất chi là nhanh luôn. Đó, và mình mời cơ thể cơ địa của Nhung đó là huyết áp thấp. Do đó là Nhung cực kỳ thích cái ghế massage nó có chế độ nhiệt nhá. Đó, còn tất nhiên là mùa hè nó nóng quá thì mọi người không dùng thì điều đương nhiên đúng không? Thế và cái điều thứ ba mà Nhung rất thích cái ghế massage này đó là nồi đồng cùi đá. Tức là nó rất là chắc chắn này. Nó rất là chắc chắn luôn. Đây nhà Nhung còn có chó, có mèo, có thứ nó nhảy lên, nó cào, nó cấu, nó làm đủ trò đấy. Thì nó mới xước sát như này thôi. Chứ còn không bình thường da da của nó tốt lắm. Da của nó rất là xịn sò, không có dễ gì mà có thể 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 làm hỏng được đâu. Thế và cái điều thứ tư đó là cái về cái bóp thì nó bóp nhá, bóp đầu nhá, hai là bóp chân. Nó bóp chân đây này, Nhung ngồi lên cho mọi người xem này. Nó bóp chân rất là kỹ luôn nhá. Đây. Đấy, bàn chân của mình này, đút bàn chân của mình vào đây này. Nó bóp chân này, thứ hai đây là bên này là nó bóp tay này. Cho mình cho tay vào đây, nó bóp rất là thích. Thích luôn, rất chi là thích luôn. Thế và nó có cái điều tiếp theo mà mình thích đó là nó có chỗ để điện thoại này, hai bên này nó có chỗ chỗ để điện thoại này. Tất nhiên là từ so hôm trước mình không để điện thoại vào đây mà mình cứ cầm theo nó chui vào trong đây này, nó chui vào trong kẽ này và chui vào trong máy luôn. Hai bên này thì để điều khiển đây này, đó ví dụ cái điều khiển đấy nhá, Nhung làm xem nó điều khiển này, đó đúng không? Thế và cái tiếp một cái tác dụng, một cái điểm nữa mà Nhung rất thích ở cái ghế massage S9 của Azaki đó là đây Nhung sẽ bật nhá. Chế độ này Nhung có thể giảm nhiệt độ một chút. Vừa rồi Nhung vừa 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 bỏ cái chế độ nhiệt đi bởi vì Nhung để 60 độ nó nóng quá. Thì tiếp theo đó là bài. Bài thì đây là Nhung đang sử dụng cái bài là bài thư giãn. Đó. Nó xoa bóp, bấm bóp nó cũng rất là dễ chịu nhá. Thì xong cái bài thư giãn này thì sẽ đến cái bài thoải mái. Nó sẽ là bài 15 phút này. Xong cái bài thoải mái đến bài du ngủ là 30 phút này. Bài tiếp theo là bài phục hồi là 15 phút này. Bài tiếp theo là cổ vai gáy 15 phút này. Bài tiếp theo là lưng hông 15 phút này. Bài tiếp theo là kéo giãn 25 phút này. Bài tiếp theo là bài thể thao 15 phút này. Và bài chế độ nhanh là 5 phút này. Chế độ nhanh nhá. Đang để bài chế độ nhanh để nó rung hết cả điện thoại lên luôn này. Đó, nó đấm rất là sướng luôn. Đó, cái ghế này hồi trước là Nhung mua là bao nhiêu nhỉ? Lúc đấy là 59 triệu. 59 triệu thì Nhung đàm phán được là thực ra lúc đấy là họ đấy là cái giá mà là giá bán cuối cùng đấy là 59 triệu. Thế còn đâu là cái lúc mà nó chưa sale chưa giảm thì nó bao nhiêu Nhung cũng không nhớ đâu. Đó là có nghĩa là sau một hồi đàm phán thì còn 59 triệu rồi. Thế và Nhung vẫn cố gắng thuyết phục thêm, giảm giá thêm thì không được. Thì Nhung đã cố gắng thuyết phục thêm bằng cách là xin thêm một số những cái máy. Thì Nhung đã xin thêm được mấy cái máy mà máy thêm của Azaki cũng toàn máy xịn nhá. Chứ không phải là đồ khuyến mại là đồ đẻo đâu. Đồ khuyến mại của Azaki cũng cực kỳ xịn. Là lúc đấy là Nhung xin được ba cái máy mà bây giờ mọi người dùng cũng đều rất là thích. Người thân của Nhung dùng rất là thích. Một là cái máy bóp cổ vai gáy thì là Nhung tặng cho mẹ của Hữu Long Hưng, bà Hoa, tặng cho bà nội đấy. Thứ hai là cái máy massage mắt thì Nhung tặng cho con gái của Nhung, cháu Diệu Ngọc. Và cái máy thứ ba đó là cái máy massage bụng, bụng để nó ấm bụng và nó làm cho bụng mình đỡ bị đau trong những ngày mà đèn đỏ ấy, trong những ngày phụ nữ. Thì cái máy đấy cũng rất là xịn sò và Nhung vẫn đang để ở đây. Thế ba cái máy đó thì Nhung được tặng thêm đó. Thế về vị trí tính ra là cái máy S9 của Azaki này, này Nhung chỉ mua vào khoảng tầm tầm 50 triệu thôi. Tại vì cái đống quà đấy nó cũng phải vài vài triệu rồi. Cái chỗ quà đấy nó cũng phải gần chục triệu đấy, cũng không phải ít đâu, tại vì toàn những cái máy rất là xịn sò. Thế và mỗi một ngày thì mình khi mà mình năng lượng của mình đi buổi sáng mình muốn
nạp, mình dậy sớm thì mình muốn nạp năng lượng để cho nó ấm cơ thể này, rồi nó thư giãn hơn, rồi nó bấm bóp các huyệt đạo của mình một cách thoải mái hơn. Hay là những ngày nghỉ cuối tuần mình có thời gian thì Nhung rất thích làm ghế massage, rồi vừa làm ghế massage vừa nghe nhạc, vừa hát hoặc là vừa ngắm cây như thế này này đó. Thế và ở đây thì cái này nó cái máy này nó rất là hay là nó có kết nối Bluetooth nhá, nó có cái kết nối Bluetooth là mình có thể nghe nhạc thiền được, mình có thể nghe được nhạc thiền. Ở đây là túi khí là cái gì nhỉ? Túi khí là cái gì? Cái chế độ túi khí này nhưng chưa bao giờ dùng luôn. Và cái chế độ mà Bluetooth là Nhung cũng quên mất rồi. Để chắc là sẽ phải xem lại cái video từ cái giai đoạn đầu. Nhung cũng có quay lại cái video đó. Hay còn cái này là gì? Chế độ này là, à đây, cái này là cái chế độ kiểu như là zero này này, là cái chế độ mà nó kéo giãn ra. Nó kéo giãn ra. Đó. Kéo giãn cơ thể ra. Ok nha. Rất là thích luôn. Có chế độ thủ công, có chế độ đặc tự động này, vân vân và vân vân. Đó, còn 2 phút nữa thì là kết thúc cái chế độ nhanh. Thế thì Nhung sẽ sang một cái chế độ mới. Đó, mình sẽ sang một bài khác, mà một bài mà Nhung rất thích đó là một cái bài kéo giãn, là cực kỳ sướng luôn, là cơ thể nó kéo giãn ra cả chân cả tay mình cực kỳ sướng luôn. Nhưng mà là bài kéo giãn đấy thì chắc là Nhung phải đứng dậy để kéo cái ghế massage này dịch ra một chút, bởi vì là Nhung đang để hơi sát với tường, thì nó sát với tường thì nó sát với cái gương mà, thì Nhung sẽ lát nữa phải kéo cái ghế massage ra rồi bắt đầu mới dùng cái chế độ kéo giãn được. Và vừa rồi thì Nhung vừa review lại cái máy, cái ghế massage S9 của Azaki. Và chỉ còn có 1 phút nữa thôi thì bài tập chế độ nhanh này kết thúc rồi. Nhung xin phép được tạm dừng video của mình ở đây nha. Chúc cô chú, anh chị em ngày Chủ nhật thật là hoan hỷ và thật là vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Nhung. Và thấy mọi người thấy kênh những cái video hay là cuộc trên kênh Nhung đây rồi của Nhung có giá trị thì mọi người cho Nhung một like và bình luận nha. Và nếu như là video nó chưa được hoàn thiện thì mong mọi người cũng không cảm bỏ qua và có những cái đóng góp góp ý thật thật sự là nhẹ nhàng và thật sự văn minh trên YouTube cá nhân của mình nha. Và rất là vui được giao lưu với tất cả các cô chú anh chị em và các bạn ở trên YouTube, và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở những video tiếp theo của Nhung.